Xin chào, chào anh em đã trở lại kênh của mình. Hôm nay mình tiếp tục chia sẻ cho anh em một dự án Reject làm video mở đầu đám cưới nhẫn cưới vàng trên cáp Kmaster. Để làm được video như mình nói, anh em cần chuẩn bị cho mình hai vật liệu. Thứ nhất là một cái dự án Reject nhẫn cưới vàng mình đã để dưới phần mô tả. Và thứ hai là sao anh vuông 11 với tỷ lệ là 1223. Rồi, bây giờ mình xin được bắt đầu. Rồi anh em cứ theo cái đường link dưới phần mô tả mà anh em tải cái project này về anh em. Project tức là những cái dự án có sẵn do người khác tạo ra, mình chỉ tải về chỉnh sửa chút ít là được, không mất thời gian anh em. Và cái project này á là mình cũng sưu tầm được từ các anh em khác thôi chứ không phải là do mình tạo ra nghe anh em. Em chọn chữ vẫn tải xuống nè. Dự án project này tải về nó sẽ nằm ở cái phần download trên máy của anh em nghe anh em. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình mở cái dự án mình vừa tải về nè. Anh em giữ lưu trữ điện thoại này vào cái mục download. Đây là cái dự án anh em vừa tải về nghe anh em. Bây giờ anh em chọn dãy nén nè. Rồi anh em vào cái mục vừa dãy nén xong nè. Anh em chọn Kmaster nè. Anh em chọn cái thư mục đầu tiên nè, cut tie nè, wound gin nè. Anh em chọn sao chép. Anh em vào cái mục Kmaster nè. Anh em chọn dán vào nè. Rồi anh em tiếp tục trở lại cái mục download hồi nãy nè. Rồi anh em chọn chỗ project nè. Anh em chọn cái thư mục này nè. Anh em chọn sao chép. Rồi tiếp tục anh em trở lại Kmaster nè. Rồi anh em mở mục project nè. Anh em chọn dán vào nè. Tức là bây giờ mình đã chuyển hai cái dự án này vào cái mục Kmaster rồi. Bây giờ mình bắt đầu vào cái app Kmaster để chỉnh sửa. Khi anh em mở Kmaster lên sẽ có sẵn cái dự án cho anh em chỉnh sửa. Bây giờ anh em vào cái phần dự án đó nè. Rồi chọn cái dự án. Nếu anh em là một trong những người chưa biết về Kmaster hoặc là ít sử dụng Kmaster, nó sẽ gặp cái vấn đề là không nhìn rõ dự án do bị lỗi nghe anh em. Anh em xem thử cái dự án nè. Nó bị lỗi đây nghe anh em. Cái lớp phủ mình nhìn không rõ nghe anh em. Bây giờ khi mà anh em tải cái dự án này về rồi, gặp cái vấn đề y như vậy, anh em trở về cái phần cài đặt trên Kmaster nè. Anh em chọn cài đặt. Anh em chọn vào cài đặt thử nghiệm và nâng cao nè. Tiếp tục bình thường. Anh em chọn hàng cuối cùng, anh em bật nó lên. Rồi như vậy là xong nha anh em. Cái chế độ này tức là không cái hạn chế lớp phủ trên cái video của cái dự án Kmaster. Bây giờ anh em thử nhìn
cái dự án của mình sau khi được cài đặt nha anh em. Rồi, không gặp vấn đề nha anh em. Đó, như vậy là ok rồi. Cái dự án anh em vừa xem đây nè, nó vẫn chưa được thay đổi bởi những cái bức ảnh. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em thay đổi những cái bức ảnh này thành những cái bức ảnh mà mình chuẩn bị để mình ghép vào cái video này nghe anh em. Bây giờ mình bắt đầu. Rồi, anh em chuẩn bị cho mình 6 ảnh vuông nghe anh em. Tỷ lệ là 1223, 1223 CPG. Anh em thay đổi 6 bức ảnh này thành 6 cái tên y như trong hình của mình nghe anh em. Là 1 CPG, 2 CPG, 3 CPG, 4 CPG, 5 CPG và 6 CPG nghe anh em. Bây giờ anh em tiếp tục mở 6 bức ảnh này ra. Chọn, anh em chọn sao chép, anh em chọn vào cái mục character nè, anh em chọn chỗ cut type nè, wood screen á, anh em chọn dán vào nè, anh em thay thế tiệp, thay thế tiệp, đánh 6. Rồi, vậy là ok nha anh em. Bây giờ mình trở lại cái dự án character thì nó sẽ có 6 cái bức ảnh mình vừa chuyển vào luôn nha anh em. Bây giờ mình vào đó thử nè. Anh em mở character lên và tiếp tục mở dự án để chỉnh sửa nghe anh em. Rồi anh em cho chạy nè. Rồi anh em chọn ở dưới nè, thấy cái phần chữ nè, anh em nhấn vào đó. Rồi, ở đây anh em có thể thay thế văn bản của mình. Thích cái gì thì ghi cái đó nghe anh em. Nếu mà anh em không thích thì có thể anh em chọn xóa hết cũng được. Chọn, khi anh em thay đổi xong anh em chọn ok nè. Rồi, tiếp tục chạy tiếp nè. Đây tên nam hoặc nữ à. Anh em thích thì thay đổi, còn không anh em cũng có thể xóa nó luôn nha anh em. Toàn bộ dự án này là anh em có thể thay đổi tên, hình ảnh, anh em cũng có thể chèn thêm nhiều cái hiệu ứng ở bên ngoài vô nữa. Em tiếp tục nè. Đây là project mà người ta tạo sẵn, người ta tạo cái mẫu vậy, mình không thích thì mình có thể thêm một bớt hoặc là xóa luôn, nó không ảnh hưởng gì hết nha anh em. Rồi tiếp tục. Ở đây là có ảnh của mình vừa thay thế lúc nãy luôn nha anh em. Rồi anh em tiếp tục thay thế văn bản ở những cái chỗ để văn bản này. Rồi bây giờ chỉ còn phần còn lại là bây giờ mình thêm nhạc và mình bắt đầu mình xuất video theo ý muốn của mình thôi. Cái phần này mình cũng chia sẻ nhanh cho anh em thôi, tại vì nếu mà anh em đã sử dụng character rồi thì thêm nhạc hoặc là xuất video thì cái chuyện nó quá là đơn giản rồi, đúng không anh em? Nên anh em chọn xuất video nè. Không phải nói nghe anh em. Đó, đúng rồi chỗ này. Anh em chọn. Rồi, chọn tỷ lệ xong anh em chọn chữ export nè. Nội dung video ngày hôm nay mình xin được dừng lại ở đây.
Lời cuối, mình xin chân thành cảm ơn tác giả đã tạo ra cái project này để chia sẻ cho anh em. Hẹn gặp lại anh em ở những video kế tiếp của mình. Xin chào.